Nhận xét vào vở. Thế thì cái việc dạy viết ý, chúng ta thấy là từ cái khâu các em nhận diện ra kiểu bài này, đúng không? Đến cái khâu là các em thực hành làm những cái thao tác nhỏ này, ví dụ như là tìm ý, lập dàn ý này, rồi đến viết bài này, rồi bị chỉnh sửa, trả bài, rồi hoàn thiện ý. Thì thực ra nó là một cái chu trình dạy học mà nhiều nước đã vận dụng rồi. Cái chu trình ấy nó chúng ta không nhất là học sinh tiểu học, chúng ta không buông để các em tự vẫy vùng, mà bao giờ cũng có những chỉ dẫn, những cái chỉ dẫn hướng dẫn cụ thể, đúng không ạ? Hướng dẫn cụ thể học tập theo mẫu nào đó chẳng hạn, đúng không? Tức là học tập quan sát mẫu, học tập thế rồi là tạo ra cái sản phẩm có sự hỗ trợ của giáo viên, rồi dần dần là tự tạo lập được một cái sản phẩm bài viết của mình theo cái suy nghĩ, cảm xúc vốn sống, quan điểm riêng của mình. Thì nó là những cái tiết mà sau khi luyện tập đấy thì chúng ta sẽ thấy là cuối cùng luyện tập mãi để cuối cùng là gì, là khi đứng trước một đề bài, tạo lập một cái kiểu bài đã học, các em hoàn toàn tự mình độc lập để gì ạ, hoàn thành cái sản phẩm là bài làm văn của mình nhé. Thế thì cái chu trình này nó cũng có những cái cơ sở khoa học riêng, có những cái nền tảng gọi là kế thừa lẫn nhau giữa các quan điểm dạy học hướng đến cái sự phát triển năng lực người học dần dần. Để các em trong những cái lý thuyết của Vygotsky là gọi là vùng phát triển gần nhất, tức là luôn luôn để cho các em làm sao ạ, vượt lên mình, đúng không? Là bắt đầu từ cái các em đã có và làm thế nào để các em bật lên một cái bước nữa, phát triển lên một cái bước nữa, nâng cái năng lực của mình lên. Mỗi chu trình thì thường có 3 giai đoạn. Đấy, giai đoạn thứ nhất thì thuộc cái kiểu bài mà các em cần tạo lập ấy. Phân tích mẫu nhưng mà không phải là để là bắt chước mẫu, mà để các em nhận diện ra kiểu bài, nhận diện ra cấu trúc, ra yêu cầu và ra cách viết đó. Thế rồi dần dần là gì, các em sẽ viết cùng cái thể loại đấy, vẫn ra cái kiểu bài đấy nhưng mà đề tài khác, đúng không nhỉ, đối tượng khác. Thế rồi các em sẽ cuối cùng là để hướng đến các em có thể tự viết thành thục cái kiểu bài đó. Thì gì, 3 giai đoạn để học sinh có thể nắm vững từng kiểu bài ở trong cái gọi là cái mạch viết, hay là trước đây ta gọi là tập làm văn. Thì nói chung tất cả những cái kiểu đấy thì chúng ta thấy nó đều dựa trên nền tảng những cái lý thuyết của những nhà giáo dục học, tâm lý học, ngôn ngữ học hết rồi. Về hướng dẫn cách viết một kiểu bài thì với bất kỳ một kiểu bài văn, một kiểu viết bản nào, một kiểu bài nào ấy, thì chúng tôi cũng có một tiết, thậm chí hai tiết. Cái hai tiết này thì thường là chúng tôi sẽ dành cho những cái kiểu bài khó hơn một chút, ví dụ như là kiểu bài viết bài văn sáng tạo hay là kiểu bài viết bài văn tả cảnh đó, thì là chúng tôi sẽ hướng dẫn các em có hai tiết tìm hiểu kiểu bài. Thế thì sau đó học sinh sẽ được thực hành viết dựa trên phân tích mẫu, cái mẫu của những cái tiết tìm hiểu đó. Đấy, để tạo ra một cái bài viết hoàn chỉnh. Học sinh được khai thác, đúng không? Được khai thác cái bài mẫu đấy rồi đi đến ghi nhớ về cái kiểu bài đấy. Đấy là cấu trúc của một bài hướng dẫn viết một kiểu bài đấy, một kiểu bài nào đấy. Thì bây giờ tôi sẽ đưa ví dụ về cái cách hướng dẫn học sinh tìm hiểu cách viết bài văn tả người, là nó có khác đôi chút so với lại chương trình và sách giáo khoa 2000. Như lúc nãy tôi nói là tả người thì trước đây là các em được học một loạt bài tả ngoại hình đấy, sau đến lại xong rồi thực hành viết đoạn văn tả ngoại hình, thế rồi lại sau đấy là viết được được đọc mẫu đoạn văn hay bài văn tả gì nhỉ, hành động hoạt động của nhân vật, xong lại thực hành viết đoạn văn tả hoạt động nhân vật, rồi mới mới đến cái bước là viết bài văn tả người.
Đấy là một cách tiếp cận, chúng tôi không chê gì, đấy là một cách tiếp cận. Nhưng sách kết nối thì chúng tôi có một cách tiếp cận khác với sách trước đây, tức là các em được tả người hoàn chỉnh, gồm cả ngoại hình, hoạt động, sở trường, sở thích của nhân vật. Đấy, tức là tả trọn vẹn nhân vật luôn, một bài văn tả người trọn vẹn, có đầy đủ đặc điểm ngoại hình, hoạt động hay là sở thích, sở trường. Trên màn hình các thầy cô sẽ thấy đây là cái tiết đầu, cái tiết tìm hiểu cách viết ạ. Chúng tôi cho các em đọc bài Chú bé vùng biển. Thì Chú bé vùng biển này ở trong sách lớp 5 chương trình 2000, nó chỉ là một đoạn tả ngoại hình thôi. Thế nhưng chúng tôi đã chọn, đã đưa cả cái văn bản này, nó có cả hoạt, cả cái đoạn tả hoạt động của nhân vật nữa nhé. Thế sau khi các em được đọc cái bài văn này rồi thì bắt đầu các em được trả lời những câu hỏi sau. Người được tả trong bài văn trên là ai? Trong bài văn cũng sẽ nhắc đến tên một hai nhân vật nữa hoặc là những đứa trẻ nữa. Ví dụ câu câu như là nó trạc tuổi thằng chân vệ nhưng cao hơn là hẳn cái đầu. Thế thì các em phải biết đối tượng tả chính của đoạn bài văn là ai. Thì chính là xác định đối tượng được miêu tả trong bài văn. Câu hỏi thứ nhất ạ. Câu hỏi thứ hai, tìm phần mở bài, thân bài, kết bài của bài văn trên và nêu nội dung chính của mỗi phần. Ở đây chính là các em nhận biết được cấu tạo bài văn tả người. Đó, mở bài, thân bài, kết bài và nội dung chính của mỗi phần. Ở trên cái này các em làm sẽ không khó, và như vậy các thầy cô thấy là những câu hỏi kiểu này mà để học sinh trả lời thì dễ dàng, cho nên các em hoàn toàn có thể tự học được mà không đến mức là câu nào bài nào giáo viên cũng phải đứng ra để cầm càng. Trong phần thân bài, đặc điểm của người được tả đó là một đứa trẻ lớn lên ở lớn lên với nắng, với nước mặn và gió biển hiện ra như thế nào. Đấy, câu hỏi C, chúng tôi thiết kế một cái phiếu học tập, hay là các thầy cô nhìn nó cũng là một cái dạng sơ đồ tư duy. Ngoại hình gồm những cái gì, hoạt động là đoạn nào, tả gì, và sở trường tức là điểm mạnh nổi trội của nhân vật ra sao. Thế thì khi nếu giáo viên tạo ra cái phiếu học tập này, mà thực ra chúng tôi có sách bài tập ấy, nếu mà mua được thì các em chỉ cần điền là thôi, cô không phải tạo phiếu để các em viết hoặc là các em không phải tự viết ra. Thì các em thấy ngoại hình này, nó là tầm vóc so với lứa tuổi này, dáng người này, nước da này, gương mặt này, trang phục. Thế thì các em đọc một lượt không nhớ, các em phải đọc lại lượt nữa, xem chỗ nào là tầm vóc lứa tuổi, bắt đầu cái chỗ bông hoa đen bắt đầu các em điền vào, đúng không? Dáng người là câu nào, từ ngữ nào, nước da của nhân vật ra sao, các em điền vào, điền vào. Làm cái phiếu này nó sẽ giúp cho các em là cứ đọc đi đọc lại, đọc đi đọc lại cái bài văn mẫu. Khi đọc đi đọc lại thì nội dung của cái lời văn miêu tả, đoạn văn miêu tả, bài văn miêu tả mới thấm thía vào các em. Khi hoàn thành cái phiếu học tập này hay cái sơ đồ này thì các em cũng tự nhận thấy là một bài văn tả người là phải tả ngoại hình nhân vật này. Ngoại hình là cái gì, đúng không nhỉ? Tầm vóc, dáng người, nước da, gương mặt, trang phục, vân vân. Rồi sau đó là tả hoạt động. Hoạt động là gì? Nhân vật đã làm gì? Cử chỉ, điệu bộ, động tác ra sao? Đó. Thế rồi nhân vật có sở trường, sở đoản gì không? Năng khiếu, sở thích là gì? Đấy thì các em sẽ biết vào. Thế cho nên các thầy cô thấy là giáo viên không cần giảng giải gì nhiều. Học sinh bình thường nhìn vào cái phiếu học tập này, em hoàn toàn nhận biết được thế nào là bài văn tả người, hay là yêu cầu của bài văn tả người, hay là cách làm bài văn tả người là như thế nào. Câu hỏi D, bằng cách nào tác giả làm nổi bật đặc điểm của người được tả? Đấy, bằng cách nào thì bắt đầu đi sâu hơn, các em phải đọc kỹ hơn. Để đây có gợi ý là lựa chọn từ ngữ có sức gợi tả. Đấy, thế thì các em phải thấy là cái từ ngữ nào mà nó giúp mình hình dung ra được nhân vật. Ví dụ như là nó cởi trần, phơi nước da, dám đỏ khỏe mạnh của những đứa trẻ lớn lên với nắng, nước mặn và gió biển. Thân hình nó rắn chắc, cân đối nở nang, cổ mập, vai rộng, ngực nở căng, bụng thon. Ví dụ như thế, chúng ta thấy là những cái từ ngữ các em sẽ biết là những từ ngữ có sức gợi tả, gây ấn tượng. Hoặc là sử dụng biện pháp so sánh.
Đấy, sử dụng nhận xét so sánh cũng là một cái gọi là kỹ thuật hay là kỹ năng để tạo ra được cái bài văn miêu tả sinh động. Thì các em sẽ lại đọc đi đọc lại để tìm xem là từ ngữ nào có sức gợi tả, từ ngữ nào, câu văn nào chứa hình ảnh so sánh. Ngoài ra còn những cách khác không? Thì cô sẽ gợi ý trong giáo viên, sách giáo viên chúng tôi đã hướng dẫn rồi. Ví dụ như là để nói về cái nhân vật này, ấn tượng về nhân vật như thế nào, thì người ta sẽ dùng ví dụ như là một trong cái cách mà tôi muốn nói về cái nhân vật đấy, nhận xét về cái nhân vật đấy, đánh giá về cái nhân vật đấy, đúng không nhỉ? Chúng tôi sẽ dùng như là ví dụ trong này là bọn trẻ đứng trên bờ nhìn nó lặn, vừa ghen vừa phục. Đấy, thế thì là mượn cái suy nghĩ cảm xúc người khác để cũng nói về cái sở trường của nhân vật này, cái tài năng riêng của nhân vật này. Thế thì đấy, đây là một cái để giúp các em nhận diện ra một bài văn tả người trọn vẹn với đủ ngoại hình, hoạt động, sở trường, sở đoản. Đó, thế và sau đó là các em gì ạ, được trao đổi. Sau khi đọc bài này rồi, làm những cái phiếu bài tập trả lời các câu hỏi ABCD rồi, thì các em bắt đầu bố cục bài có mấy phần. Rất dễ đúng không nhỉ? Rồi cách lựa chọn chi tiết về ngoại hình, chi tiết hoạt động, ví dụ như thế. Đó. Thế thì đấy là cái chu trình để gọi là cái lộ trình đấy đúng không, giúp các em nhận diện ra một kiểu bài với hệ thống câu hỏi. Chúng ta cứ thấy là từ dễ đến nâng cao dần cái yêu cầu, để đến cuối cùng là sau khi thực hiện hết những cái câu hỏi yêu cầu này rồi thì các em có thể nắm bắt được tương đối ổn về một cái kiểu bài đó. Thế rồi đi đến ghi nhớ. Đó, thế ghi nhớ là gì ạ? Bài văn tả người thường có 3 phần: mở bài, giới thiệu được người được tả, giới thiệu người được tả và nêu ấn tượng chung về người đó; thân bài, tả ngoại hình. Ngoại hình là gì? Đấy, coi như là thực ra là tổng kết lại cái phiếu kia thôi, là đặc điểm nổi bật về tầm vóc, dáng người, gương mặt, trang phục. Rồi là tả hoạt động, việc làm, cử chỉ, lời nói, cách ứng xử. Đấy, tức là chi tiết hơn như thế. Rồi tả sở trường, sở thích hay hoặc là tính tình của nhân vật này nha, thì các em có thể nói, các em hoàn toàn có thể làm được. Kết bài nêu nhận xét hoặc cảm nghĩ về người được tả. Đó, thế thì các thầy cô sẽ thấy là ở kiểu bài hướng dẫn viết văn tả người không chia thành các loại đặc điểm thành rời, nhiều bài rời, mà chúng tôi cho các em nhìn trong một chỉnh thể với tất cả những cái đặc điểm mà có thể quan sát, phát hiện và miêu tả, rồi đi đến cấu tạo bài văn tả người. Đây là cái minh họa thứ hai về cách hướng dẫn các em viết bài văn tả phong cảnh. Thì với bài văn tả phong cảnh chúng tôi cũng có 2 tiết, có 2 tiết hướng dẫn các em tả phong cảnh. Một cái là tả phong cảnh theo gì ạ? Theo trình tự không gian nhá, trình tự không gian. Sau cái bài này, tức là cái bài tìm hiểu cách viết bài văn tả phong cảnh tiết thứ hai, thì chúng tôi lại cho các em khăn mẫu, nhưng trong đấy là miêu tả cảnh vật, phong cảnh theo cái quy trình gọi là gì ạ, trình tự thời gian. Đó, thế đây là tôi giới thiệu một một cái tiết thứ nhất thôi, là tìm hiểu cách viết bài văn tả phong cảnh theo trình tự không gian. Thế thì câu hỏi thứ nhất, bài văn trên tả gì? Tên bài đã Đà Lạt rồi, cho nên tả gì ở Đà Lạt, thì các em lại phải nắm được, đúng không ạ? Là các em phải đọc toàn bộ. Tìm phần mở vẫn là nhận diện cấu tạo của cái bài văn đấy và nắm được cái yêu cầu của mỗi phần là tả gì. Tiếp tục ở câu hỏi C. Trong phần thân bài, phong cảnh được tả theo trình tự nào? Tìm từ ngữ được sử dụng để làm nổi bật vẻ đẹp của phong cảnh. Thì các thầy cô thấy cũng là một dạng sơ đồ, nhưng mà khác với bài tả người một chút, đúng không? Ở đây là phong cảnh Đà Lạt, thì thứ nhất là vẻ đẹp do thiên nhiên ưu đãi, và thứ hai là vẻ đẹp do con người tạo nên.
Thì có ba ý. Thứ nhất là vị trí địa lý nó như thế nào này, khí hậu nó tuyệt vời ra sao này, cảnh vật nó đẹp như thế nào. Thế thì cũng gợi ý ra rồi, thác nước, dòng suối. Ngoài ra các em phải đi tìm, đúng không, tìm những minh chứng. Với mỗi minh chứng các em lại phải tìm ra những cái từ ngữ để các em tái hiện lại cái ý, đúng, cái lời miêu tả cái vẻ đẹp của cảnh vật đó. Các thầy cô nhớ là tìm hiểu cách viết bài văn tả phong cảnh. Chữ phong cảnh ở đây nghiêng về là cảnh đẹp nhé. Phong cảnh là tả cảnh đẹp, chứ không phải là tả một cảnh tiêu điều sơ sát đâu. Thế còn nếu mình muốn tả, mình ra yêu cầu là, nếu mình yêu cầu là cái hãy tả phong cảnh mà em đã được ghé thăm thì dứt khoát là phải là cảnh đẹp nhé. Còn nếu mà là chúng ta chỉ nói là cảnh vật thôi thì các em có thể là cái cảnh không đẹp cũng được. Đó, thế thì chúng ta thấy nhìn vào cái sơ đồ này, nhiều người ôi dồi ôi dài quá cồng kềnh, nhưng mà các thầy cô thấy là nội dung càng chi tiết như thế này ấy, thì việc các em càng ít đi. Nếu chúng tôi chỉ hỏi là trong phần thân bài phong cảnh được tả theo trình tự nào, tìm những từ ngữ sử dụng để tả cái vẻ đẹp của phong cảnh, thì các em lại phải tự tạo ra cái sơ đồ như thế này. Còn bây giờ tôi cho sơ đồ như này để các em dễ nắm bắt là một bài văn tả phong cảnh ấy thì nó gồm những cái ý nào, gồm những yêu cầu nào. Thì bây giờ những cái chấm hoa kia là các em chỉ điền vào thôi. Đấy, chúng tôi có phiếu học tập thì cái việc các em điền này vài chữ rất là nhanh. Nhưng mà để điền được cái vài chữ ở những cái bông hoa đỏ này ấy, thì các em lại phải quay lại để đọc, 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 đọc. Đấy, đọc và điền vào, đọc và điền vào. Như vậy cái bài văn sẽ được các em đọc đi, đọc lại, đọc đi, đọc lại. Rất là tốt. Câu D. Tình cảm của người viết đối với phong cảnh được thể hiện qua những chi tiết nào? Đấy, thế thì các em phải tìm đi câu nào mà chúng ta thấy là chứa đựng cái cảm xúc của người viết, đúng không? Khen đẹp này, hay là dùng những cái từ mà cảm giác là gợi ra một cái vẻ đẹp gây ấn tượng đối với người đọc, thì các em sẽ cảm nhận được. Thì những cái câu trả lời này trong sách giáo viên chúng tôi đều tạo thành cái sơ đồ điền vào đầy đủ để các thầy cô có thể kiểm tra đáp án của học sinh. Sau khi các em đã nhận diện ra cách viết bài văn tả phong cảnh theo trình tự không gian rồi ấy, thì bắt đầu các em được trao đổi về những điểm cần lưu ý khi viết bài văn tả phong cảnh. Cái cấu trúc này sau khi tìm hiểu rồi, trao đổi về kiểu bài đấy, bài đấy cần những cái gì, cần yêu cầu gì, có nhớ không ấy, thì đó là cái cách chúng tôi đã cho triển khai từ các lớp trước rồi, cho nên các em quen rồi, các em sẽ trao đổi được các thầy cô lớp 5 không lo ạ. Sau đấy là các em sẽ đọc ghi nhớ, đúng không? Thậm chí là chúng ta sau khi các em làm bài tập 1 rồi, không cần nhìn vào sách giáo khoa, không cần nhìn vào ghi nhớ, các em có thể nói được là bây giờ để viết, nhìn vào sơ đồ các em cũng có thể nói, đúng không? Để viết một cái bài văn tả phong cảnh thì chúng ta viết như thế nào? Để cứ để các em thử nói, chúng ta nghĩ là, chúng tôi nghĩ là các em cũng có thể nói được gần đúng như ghi nhớ. Thấy là nếu như tiết luyện từ và câu sau ghi nhớ có 1 đến 2 bài luyện tập về những cái nội dung đã được ghi nhớ, tức là luyện tập để nhận biết cái kiến thức, luyện từ và kiến thức về từ và câu đấy, nhưng ở bài tập làm văn ấy, nhưng ở kỹ năng viết ấy, sau khi các em đã nghiên cứu một bài mẫu, tìm hiểu bài mẫu rồi, trả lời các câu hỏi rồi, trao đổi về kiểu bài này rồi, thì đi đến ghi nhớ, thì quan trọng nhất là đọc lại trong tâm trí các em cách viết kiểu bài này được thể hiện trong ghi nhớ. Chứ còn những cái tiết tìm hiểu kiểu bài của chứ còn sau cái tiết sau cái tiết sau sau ghi nhớ không thể có tiết luyện tập, không thể có cái bài tập luyện tập cho kỹ năng viết được nữa, bởi vì nó sẽ quá tải, đúng không? Thế cho nên là nhớ là sau ghi nhớ của luyện từ và câu thì có 1 2 bài tập luyện tập, nhưng sau ghi nhớ của tập làm văn là không có gì hết, tức là tất cả cái tiết đấy cuối cùng đọng lại là ghi nhớ cách viết kiểu bài đó. Sau cái tiết ghi nhớ đấy thì các thầy cô thấy ở cuối trang này quan sát phong cảnh với kiểu bài miêu tả, thì sau cái tiết tìm hiểu cách viết ấy, thì chúng tôi có các em được thực hành quan sát phong cảnh.
Nếu như sách giáo khoa thì trước đây chúng ta cũng có tiết quan sát phong cảnh, nhưng các thầy cô thấy cái tiết quan sát phong cảnh đấy lại đưa ra những bài mẫu, những đoạn văn mẫu. Thế thì nếu mà đưa ra đoạn văn mẫu ấy, thì nó lại giống như cái tiết, đúng không ạ? Thế cho nên chúng tôi có một cái cách làm khác, cách triển khai khác là các em phải thực sự bắt của mình. Nếu mà các thầy cô cho các em quan sát phong cảnh mà đứng ra sân trường để ngắm hoặc là đi tham quan ở đâu để ngắm ấy thì càng tốt. Còn nếu không ấy thì các thầy cô có thể chiếu một cái clip nào lên, một cái video nào lên hoặc là một cái bức tranh nào lên để cho các em quan sát và ghi chép. Đấy, thế cho nên là tiết quan sát là các em phải quan sát bằng mắt. Có cảnh thật trước mắt, các em có thể mang mang gì ạ? À? Mang tranh ảnh đi cũng được. Cô có thể chiếu video lên cũng được. Đó nhá. Thế thì chúng ta thấy là quan sát phong cảnh này, đề bài quan sát một cảnh ao hồ, sông suối hoặc biển đảo và ghi lại kết quả quan sát. Các thầy cô nhớ là cái tiết tả phong cảnh ấy, tìm hiểu cách tiết tả phong cảnh chúng tôi có hai kiểu bài. Một kiểu bài là tả phong cảnh gì nhỉ? Đấy, một cái là quan sát phong cảnh của Đà Lạt. Thế một cái bài thứ hai là quan sát Hồ Hoàn Kiếm. Thế sau khi phân tích tìm hiểu cách viết cách tả Hồ Hoàn Kiếm theo trình tự bốn mùa rồi ấy, theo các mùa rồi ấy, thì đến cái tiết quan sát phong cảnh này, cái thực hành quan sát này thì chúng tôi cũng yêu cầu các em là quan sát ao hồ, sông suối, biển đảo vì là các em có thể học tập cái tiết quan sát về Hồ Hoàn Kiếm ở trước đó. Có hướng dẫn chuẩn bị, có gợi ý quan sát theo không gian như thế nào, theo thời gian ra sao. Thế rồi cái cách quan sát và ghi chép kết quả quan sát thì chúng tôi đưa ra một cái bức tranh trình tự không gian. Thế có mẫu là đầu tiên là quan sát toàn cảnh như thế nào, gợi ý như là không gian chung, thoáng này, rộng này, giữa rừng bao la này, bây giờ dòng suối mà. Đấy. Thế rồi là đặc điểm chung của cái cảnh suối ở trong rừng này, nó yên tĩnh, nó thơ mộng như nào. Thế sau đó mới quan sát từng sự vật, hiện tượng. Đấy, thế thì đây là cái bài mẫu để các em đọc lướt, đọc thoáng qua, biết cách làm, biết cách ghi chép, biết cách quan sát và ghi chép kết quả quan sát để tiếp sau đó dựa vào kết quả quan sát còn lập dàn ý, đúng không? Đó, thế thì đấy là cái cách chúng tôi tổ chức ạ. Đây là cái tiết luyện thực hành quan tả người. Đấy, trước là gì ạ? Các em đã tìm hiểu cách viết bài văn tả người, được quan sát chú bé vùng biển rồi. Thì bây giờ các em bắt đầu thực hành quan sát để viết bài văn tả người. Thì quan sát một người thân trong gia đình em hoặc một người đã để lại cho em những ấn tượng tốt đẹp và ghi lại kết quả quan sát. Đó, thế thì cũng có những cái hướng dẫn. Đầu tiên em chuẩn bị những cái gì, đúng không? Em chọn đối tượng quan sát ra sao, rồi chọn cách quan sát như thế nào, quan sát trực tiếp hay là nhớ lại trong tâm trí mình hay là gì ạ, nhìn tranh ảnh vân vân. Rồi chuẩn bị phiếu quan sát, phiếu để ghi chép. Thế sau đấy là các em thực hành quan sát. Thế có cái sơ đồ là quan sát để mình nhận ra đặc điểm về ngoại hình của người đó, hoạt động người đó ra sao, sở trường, sở thích hay tính tình người đó thế nào, để các em ghi lại. Đó. Thế sau khi các em có kết quả quan sát rồi, bắt đầu các em chia sẻ đối chiếu kết quả quan sát với kết quả quan sát này đi. Thế thì tôi xin nhắc lại là bất kỳ một kiểu bài nào thì các thầy cô cũng thấy là bất kỳ một kiểu bài nào các em cũng có bước là tìm hiểu kiểu bài để nhận biết cấu trúc và cách viết đấy, rồi có ghi nhớ về cái kiểu bài đấy. Sau đấy đến tiết tìm ý và lập dàn ý, nhưng mà như thế tôi nói là riêng tiết kiểu bài miêu tả tả người và tả phong cảnh thì có thêm tiết quan sát nha. Thế nhưng còn những bài khác là các em sẽ nhận đề và tìm ý, lập dàn ý cho cái đề đó. Rồi bước tiếp theo, cái tiết tiếp theo là thực hành viết đoạn văn hay là viết bài văn hay là văn bản. Rồi chỉnh sửa hoàn thiện cái sản phẩm viết của mình, đoạn văn bài văn của mình. Rồi cũng là đánh giá. Đó. Thì bài nào cũng theo cái quy trình như vậy. Có những cái bài thì chúng ta thấy được lặp lại nhiều lần hơn là với những cái kiểu bài khó hơn, rồi những cái kiểu bài mới hơn ở lớp 5.
Thế bây giờ tôi sẽ xin giới thiệu với các thầy cô về cái quy trình viết bài văn kể chuyện sáng tạo, để cái hướng dẫn học sinh ấy, để các em, chúng ta sẽ xem là cái tiết dạy cô giáo tiến hành như thế nào nhá. Thì đây là cái tiết đầu tiên, tìm hiểu cách viết bài văn kể chuyện sáng tạo. Năm lớp 4, các em đã có kiểu bài là viết đoạn văn tưởng tượng. Và tôi thấy rất nhiều tỉnh, rất nhiều trường nói bảo cô ơi cái bài này khó quá, chẳng biết dạy như thế nào. Thì tôi mới suy luận ra là các thầy cái cô nếu kêu khó thì thực ra kiểu bài đấy là mới, là chưa xuất hiện thôi. Chứ còn khi các thầy cô nắm bắt được rồi thì sẽ thấy là nó rất dễ và học sinh có khi lại còn thích thú. Thế thì với cái tìm hiểu cách viết bài văn kể chuyện sáng tạo này, cái cột bên trái làm cái câu chuyện là chỉnh thể cái câu chuyện đấy, hay là nó gọi là cái bài văn kể chuyện đã có, đúng không? Vì là ở trong này nó có mở bài, có kết bài, và cái khúc ở giữa là toàn bộ cái nội dung câu chuyện. Chúng ta thấy có hai đánh số A và B. Thế và cũng cũng và hai hai cái đoạn nhỏ ở bên tay phải nó chính là cái đoạn để thêm vào chỗ A, cái đoạn để thêm vào cái vị trí B kia. Vẹn cái bài văn ở trong cái hình màu xanh, tức là ở cái khung chữ bên tay trái. Sau đấy là cho các em đọc gì ạ? Sau đó là gì ạ? Đọc các chi tiết sáng tạo, tức là người viết sẽ thêm vào những cái chi tiết sáng tạo này, tức là nó không phải là nguyên bản nữa mà người viết được quyền thêm chi tiết, gọi là sáng tạo thêm chi tiết theo cái suy nghĩ, cảm xúc và tưởng tượng của mình. Thế thì cái câu hỏi là bài văn trên kể lại câu chuyện phiêu lưu ấy, của tác giả Nguyễn Thị Kim Hòa, một bạn chúng ta coi như là học sinh đã một, đây là bài văn của một học sinh chẳng hạn, đúng không? Thế và có đánh dấu hai chỗ là bạn ấy đã thêm vào như sau: tìm phần mở bài, thân bài và kết bài của bài văn, nêu ý chính của mỗi phần, và vẫn là nhận diện cái cấu tạo của một bài văn, cấu trúc của một bài văn kể chuyện sáng tạo. C, các chi tiết sáng tạo A và B, tức là hai cái khung nhỏ để đánh dấu A B đấy, các chi tiết sáng tạo A và B được bổ sung vào phần nào đấy. Thì chắc chắn là bổ sung vào, vì là cái đoạn thứ nhất là mở bài rồi, đoạn cuối cùng là kết bài rồi, bốn đoạn ở giữa thì là đoạn thân bài rồi, cho nên A và B đang bổ sung vào phần thân bài nhá. Tìm nội dung phù hợp với mỗi chi tiết sáng tạo A và B. Đấy, thế thì câu chuyện nó gì, nó là gì ạ? Có một con mèo ấy, tức là con mèo nhép muốn sang bên kia sông, gì đấy, để khám phá ở bên đấy. Thế thì chuột sủa mới can là không nên, bên đấy nguy hiểm lắm. Đấy, đấy. Đi, thế anh quả quyết đi, thế là chuột thì đành phải đi theo với bạn. Thì khi lên đấy thì tóm lại đớp rắn, cái em mèo suýt nữa thì bị rắn đớp ấy, thì chuột đã nhảy xuống để cứu bạn. Đấy, xong thì bác ngựa cũng sang để cứu cứu giúp, đại khái như thế. Thế thì trong câu chuyện thì không có lời đối thoại giữa các nhân vật, nhưng chúng ta thấy cái mẫu A có là chuột sù nói, bác ngựa bảo nguy hiểm lắm, mèo nhép hứ một cái, cậu không đi thì thôi tớ đi một mình. Đấy, tức như vậy là cái người viết sẽ thêm lời thoại cho nhân vật. Đến cái đoạn B có thêm là cỏ phủ kín cánh đồng như một tấm thảm xanh mát, cây cối cũng xanh mướt như ngày nào cũng được dội gội rửa, không gian ngai ngái mùi cỏ thơm thật là dễ chịu. Đây chính là cái đoạn tả cảnh, tả cái khung cảnh mà ở bên kia sông, đúng không ạ? Thế thì đây chính là hai đoạn sáng tạo thêm. Thế thì các em được hỏi là đoạn A hay đoạn B sáng tạo thêm chi tiết tả cảnh, đoạn A hay đoạn B sáng tạo thêm lời thoại cho nhân vật. Từ nãy đến giờ câu hỏi A, B, C và bây giờ là D rồi,
Tôi khẳng định là học trò sẽ làm được và sẽ làm đúng. Điều đấy tôi vẫn muốn khẳng định là cái sách này tạo cơ hội cho học sinh tự học rất là nhiều. Giáo viên đừng nói nhiều cho nó mệt, mà chỉ trên cái sản phẩm học sinh làm rồi, em chia sẻ rồi các em trình bày trước lớp ấy, để giáo viên sẽ nhận xét và uốn nắn học sinh. Sau đó đến cái nhiệm vụ thứ hai, bài tập thứ hai là theo em đoạn dưới đây có thể thay cho đoạn nào của câu chuyện. Đấy. Thế thì các em sẽ tự biết là đưa vào cái đoạn nào thì nó hợp lý. Đấy. Thế sau cuối cùng là cũng đến cái câu là nêu những cách em có thể vận dụng để viết bài văn kể chuyện sáng tạo. Đấy, thế thì cũng đưa ra ba phương án. Đưa ba phương án rồi, hoàn ra các em hoàn toàn có thể thêm. À, tức là trao đổi là muốn viết một cái đoạn văn, muốn viết bài văn kể chuyện sáng tạo, người ta có thể có những cách sáng tạo nào, ví dụ như thêm chi tiết tả ngoại hình và hoạt động của nhân vật, hay là thay đổi cách kết thúc khác của câu chuyện, hay là tưởng tượng mình tham gia vào câu chuyện để được nhìn, được nghe, được chạm vào mọi sự vật trong câu chuyện, tức là đóng vai một cái nhân vật ở trong đấy. Ngoài ra các em hoàn toàn còn có thể nghĩ ra những cách khác nữa. Đó, sau đó là đi đến ghi nhớ, thì các thầy cô thấy là ghi nhớ bao giờ cũng nằm ở cuối cùng của cái tiết hướng dẫn tìm hiểu cách viết ạ, chứ không có luyện tập ở dưới ghi nhớ nữa nhé. Tiết thứ nhất là tìm hiểu cách viết bài văn kể chuyện sáng tạo như tôi vừa nói, tức là thêm chi tiết, đúng không nhỉ? Thêm chi tiết. Nhưng bây giờ đến cái tiết thứ hai, tìm hiểu cách viết bài văn kể chuyện sáng tạo. Tiếp theo thì chính là dạy các em một cách nữa, tức là đóng vai của một nhân vật kể lại toàn bộ câu chuyện. Thì cái này nó, cái sáng tạo của nó có thể nói là khó hơn một chút, bởi vì là vẫn là kể lại câu chuyện đấy, nhưng theo cách nhìn, cảm xúc và suy nghĩ của một nhân vật nào đó. Đấy, thế thì nó sẽ khó hơn. Thì đấy, đây là cái kiểu thứ hai ạ. Kiểu thứ hai nhá. Đấy, chúng ta sẽ thấy là sách sẽ đưa ra vẫn là cái câu chuyện, vẫn là cái câu chuyện về mèo nhép với lại chuột xù lúc nãy đấy, nhưng ở trong này là đóng vai nhân vật chuột xù để kể lại câu chuyện này. Đấy, thế thì các em sẽ được đọc hai cái đoạn này để biết, để nhận ra là khi đóng vai thì nó phải lưu ý cái điều gì. Đấy, có những cái từ ấy, chẳng hiểu sao này, chắc là bởi vì là cái câu chuyện này mình đóng vai một nhân vật thôi, mình nhìn các nhân vật khác, sự việc khác theo cách nghĩ của mình, và nó mang cái tính phỏng đoán, phán đoán, cho nên là có những cái từ như vậy. Thế thì các em được có những cái câu hỏi như là các đoạn văn trên kể lại câu chuyện theo lời của nhân vật nào này, chắc chắn các em làm được này. Nhân vật đó dùng những từ ngữ nào để gọi mình và các nhân vật khác này, chắc chắn là gì, tôi là chuột xù mà xưng tôi nhé. Đấy, thế rồi gọi các nhân vật khác là mèo nhép hay là gọi là bác ngựa, ví dụ như thế. Những từ in đậm thể hiện điều gì, chọn đáp án đúng, chẳng hiểu sao, chắc là đấy, tại vì là khi đóng vai một nhân vật thì mình không thể biết là nhân vật khác nghĩ gì, cảm xúc ra sao, và vì vậy phải dùng những cái từ thể hiện cái gì nhỉ, cái điều mình chưa biết như thế. Thế là các em, vì là nó khó cho nên là có phương án A, B, C, D để các em chọn một phương án đúng. À, cách kể chuyện trong các đoạn văn trên có gì khác với cách kể chuyện trong bài ở trang 11, tức là cái lúc nãy tôi vừa chiếu đấy, là cái kể chuyện nguyên bản này, sau đó thêm chi tiết lời thoại, thêm tả cảnh. Thế còn ở đây là gì ạ? Các em được thêm, được đóng vai, cũng làm cách tả cảnh. Thế và đi đến ghi nhớ, đóng vai nhân vật để kể lại câu chuyện cũng là một cách viết bài văn kể chuyện sáng tạo. Mở bài thì đóng vai nhân vật để tự giới thiệu và dẫn dắt vào câu chuyện. Thân bài thì kể lại diễn biến câu chuyện theo cảm nhận của nhân vật mà mình đóng vai. Và cuối cùng là kết thúc ý, thì kể kết thúc câu chuyện theo cảm nghĩ của cái nhân vật mà mình đóng vai đó. Thì đấy là hai cái tiết tìm hiểu cách viết bài văn kể chuyện sáng tạo. Sau hai tiết tìm hiểu cách viết bài văn kể chuyện sáng tạo rồi thì các em, hai tiết tìm hiểu trong hai cách như vậy, tôi nói là cái tiết tìm hiểu kiểu bài thường là có một tiết, nhưng một số bài khó và trọng điểm thì chúng tôi để hai tiết. Thì đấy, viết bài văn kể chuyện sáng tạo là có hai tiết
hướng dẫn tìm hiểu cách viết kiểu bài này. Thế và đến tiết thứ ba là các em được lập dàn ý cho bài văn kể chuyện sáng tạo. Thì có một cái đề bài, có đề bài. Ở đây chúng tôi thường cho hai đề, các em chọn một. Đề thứ nhất là viết bài văn kể chuyện sáng tạo câu chuyện Thanh âm của gió hoặc Cánh đồng hoa, là hai câu chuyện các em đã học ở bài tập đọc rồi. Tập học tập bài những cái tuần trước rồi. Đề thứ hai là viết bài văn kể chuyện sáng tạo một câu chuyện có nhân vật chính là con vật hoặc đồ vật. Thì em được hoàn toàn được lựa chọn. Các thầy cô nhìn trên màn hình thì có hướng dẫn chuẩn bị cái gì, chọn câu chuyện, nhớ lại câu chuyện rồi lựa chọn cách sáng tạo. Để sáng tạo thêm chi tiết, thêm nhân vật em có thể tự chọn. Thế rồi hướng dẫn lập dàn ý thì các thầy cô thấy là mở bài, yêu cầu làm gì, thân bài ra sao, thế nào. Dựa vào đây em hoàn toàn viết được cái dàn ý cho bài văn của mình với cái đề mà mình đã lựa chọn. Sau khi các em đã hoàn thành cái ý rồi thì chúng ta sẽ tổ chức cho các em góp ý và chỉnh sửa. Các em có thể đọc chéo bài, cái dàn bài của nhau rồi góp ý cho nhau. Chúng ta khích lệ các em học tập lẫn nhau, chia sẻ cái dàn ý mình đã lập đó, thì có thể học tập được nhau để các em cùng phát triển. Như vậy tiết thứ nhất tìm hiểu kiểu bài, tiết thứ hai tìm hiểu kiểu bài, tiết thứ ba là lập dàn ý, tiết thứ tư là dựa vào cái dàn ý đấy thì các em sẽ viết bài văn kể chuyện sáng tạo, thì vẫn là cái đề của cái tiết lập dàn ý đấy. Thế nhưng các thầy cô sẽ thấy là ngay trong khi hướng dẫn viết đấy, ở sách này cái tính hướng dẫn tự học nó rất là cao, tức là không phải chỉ đưa ra cái đề bài với lại vài gợi ý, mà chúng tôi còn có những cái lưu ý hướng dẫn cụ thể, thậm chí là có những cái đoạn văn minh họa để các em tham khảo, cho nên các em sẽ viết một cách dễ dàng hơn. Đấy. Chúng tôi có một cái đoạn cho ví dụ kể lại câu chuyện Cánh đồng hoa, kể lại câu chuyện Âm thanh của gió, hay là kể chuyện ông lão đánh cá và con cá vàng, thì đều là những cái đoạn mà thêm vào đấy, thêm vào chi tiết, thêm vào lời thoại, hay là thêm vào cái kết cục vân vân nhá. Thế sau khi là đã có những cái hướng dẫn như thế rồi, các em dựa vào dàn ý các em viết rồi, sau đó là các em đọc soát và chỉnh sửa cái bài viết của mình. Đấy, thế thì có những cái hướng dẫn gợi ý cái cách thức đọc soát chỉnh sửa ra sao, có những cái các em có thể sửa ngay chính tả lỗi dùng từ, viết câu, thế hoặc là cũng có thể là các em muốn thay đổi ý, thêm ý thì các em cũng có thể viết ngay ở dưới cái bài văn đấy nhé, là mình sẽ sửa ý này ý kia, rất là tốt đúng không, chứ không phải đợi khi nào viết lại bài mới sửa. Thế và sau cái tiết này ấy, thì là đến cái tiết là đánh giá chỉnh sửa bài văn kể chuyện sáng tạo. Đây ở cái trang thứ ba đây ạ. Đánh giá chỉnh sửa bài văn kể chuyện sáng tạo, như tôi nói là nó chính là tiết trả bài, nhưng ghi trả bài thì áp lực cho giáo viên cứ như là phải mang bài về chấm ý. Nhưng mà khi học sinh làm bài ở cái tiết lập dàn ý hay là cái tiết viết bài là cô đã ghi chép rồi. Tôi mà dạy tiểu học tôi sẽ cho mỗi em hai trang hay ba tờ hay ba trang hay hai trang giấy để mỗi em tôi có những cái nhận xét ở cái từng tiết nhất định, và khi nào họp phụ huynh từng em tôi đã có hồ sơ để chia sẻ trao đổi với phụ huynh rồi đó. Thế thì khi các em viết bài là cô có thể đến từng em và ghi chép ưu điểm tiến bộ hay là những cái cần giúp em khắc phục để ghi vào đây. Thì đấy là tiết trả bài. Như vậy chúng ta thấy có 5 tiết cho kiểu bài kể chuyện sáng tạo. Thứ nhất cách viết, dàn viết bài, và tiết thứ 5 là gì ạ? Đánh giá chỉnh sửa, tức là trả bài đấy, như trước đây là gọi. Quy trình thực hành viết bài văn giới thiệu nhân vật trong một cuốn sách hoặc một bộ phim. Thì đây là một kiểu bài cũng là mới so với sách trước đây, đúng không? Giới thiệu nhân vật trong một cuốn sách thì các thầy cô nhìn này. Đầu tiên, cái trang đầu tiên bên trái đó là tìm hiểu cách viết đoạn văn giới thiệu nhân vật trong một cuốn sách. Thì đấy, cái đoạn văn này chúng tôi cũng trình bày trên cái trang giấy, cái hình trang giấy màu xanh. Đấy, và cái nhân vật mà giới thiệu ấy là nhân vật trong một bài tập đọc đã được học ở lớp 4. Cho nên là cái nhân vật đấy ra sao, bây giờ nó xuất hiện trong cái bài văn
giới thiệu nhân vật, đấy, nó được giới thiệu như thế nào thì nó cũng rất là thuận lợi, vì là các em đã được học trong cái tiết tập đọc rồi, thì em nào cũng nhân vật đấy, và em nào cũng có thể nhận xét cái viết cái bài văn giới thiệu về nhân vật này là đã giới thiệu những gì về nhân vật đấy rồi nhá. Đấy thì cũng có là đoạn văn trên có nội dung chính là gì, chọn đáp án đúng. Chúng tôi sẽ đưa ra những cái có thể những trắc nghiệm để cho nó dễ. Sau đó là tìm hiểu tìm tìm phần mở đầu và kết thúc của đoạn văn. Chúng ta nhớ là có phần mở đầu, phần triển khai và phần kết thúc, chứ không phải là mở đoạn, thân đoạn, kết đoạn nhé. Nhớ là chỉ có ba kiểu bài cả bài, đó là gì ạ? Kể chuyện, sáng tạo, viết bài văn tả phong cảnh và viết bài văn tả người, thì là bài cộng với lại những cái văn bản hành chính khác, báo cáo hay là kế hoạch chương trình hoạt động thì gọi là văn bản. Thế còn lại đều là những đoạn văn, thì ở đây là tìm hiểu cách viết đoạn văn giới thiệu nhân vật. Thế thì nó có mở đầu này, có triển khai, có kết thúc, ở trong ghi nhớ đã rất là rõ rồi. Thì đây là cái tiết tìm hiểu cách viết. Sau khi tìm hiểu cách viết rồi, nhận biết cách viết rồi, đi đến ghi nhớ rồi, thì đến tiết thứ hai là tìm ý cho đoạn văn giới thiệu nhân vật trong một cuốn sách. Nên sáng nay tôi đã lưu ý các thầy cô là nếu viết bài văn thì cái tiết tiếp theo chúng ta gọi là lập dàn ý nhá. Còn nếu viết đoạn văn chỉ là tìm ý thôi, chứ không gọi là lập dàn ý cho đoạn văn. Thì ở đây là tìm ý cho đoạn văn. Đấy, có mở đầu, triển khai, kết thúc và có một cái đề bài mới và có hướng dẫn chỉnh sửa cái dàn cái ở giữa màn hình ý. Là đây là cái tiết viết, nhưng mà làm sao là chúng tôi ra đề này nó không trùng lặp với cái đề bài ở cái nhân vật ở trong cái tiết tìm hiểu cách viết, đúng không? Mà cái đề bài nó chính là xuất hiện ở cái tiết tìm ý rồi này. Bây giờ đến tiết viết đoạn văn ấy, thì tiết thực hành viết ấy, thì cũng chính là cái đề bài ở cái tiết tìm ý hay lập dàn ý. Nhưng trong cái tiết này chúng tôi có gợi ý, có hướng dẫn và đặc biệt là có ví dụ minh họa để cả viết như thế nào. Ví dụ minh họa không phải là đưa cả một cái đoạn văn nào đó, mà ví dụ là gì ạ? Khi viết đoạn văn giới thiệu nhân vật, tập trung giới thiệu những đặc điểm nổi bật của nhân vật. Đấy, hoặc là khi viết giới thiệu nhân vật thì mình có thể hiện tình cảm, cảm xúc đối với nhân vật đó, thì cũng có ví dụ đấy như thế ạ. Rồi đến tiết thứ tư là đánh giá chỉnh sửa đoạn văn giới thiệu nhân vật trong một cuốn sách. Đấy thì có hướng dẫn là chúng ta nghe thầy cô nhận xét như nào, sau đó tự soát xem là tự nhận xét xem là mình đạt đến đâu, đúng không? Rồi mình có thể viết lại một số câu, vài câu nào đó cho hay hơn, cho tốt hơn, cho đúng hơn. Đây kiểu bài nữa là tìm hiểu cách viết đoạn văn giới thiệu nhân vật trong một bộ phim hoạt hình. Các thầy cô thấy là để có một cái đoạn như này, chúng tôi cũng rất biết ơn ban biên tập. Những cô biên tập ấy, không phải chỉ biên tập chính tả hay là nội dung đâu, tham dự tham giúp chúng tôi có được một cái đoạn văn và có một cái hình thức trình bày nó sinh động như thế này. Đây là đoạn văn giới thiệu một bộ phim, giới thiệu nhân vật trong một bộ phim đấy, và có hình ảnh để cái phim thước phim đó, và cái phim đó chính là cái lấy từ phim, từ đâu ạ? Chính trong cái bộ phim mà giới thiệu này. Đấy, nó cầu kỳ như thế đấy ạ. Thì đây là một cái đoạn để giới thiệu. Cái tiết thứ nhất là tìm hiểu cách viết giới thiệu nhân vật trong bộ phim hoạt hình này. Có hệ thống câu hỏi và chúng ta thấy là luôn luôn có hình sơ đồ, đúng không? Để các em nhận diện ra cái cách viết, các ý trong bài nó rất là dễ, rất là rõ. Thế thì tại sao không gộp hướng dẫn cách viết đoạn văn giới thiệu nhân vật trong một cuốn sách với lại trong một bộ phim? Sách kết nối chúng tôi tách rời ra bởi vì là cái cách viết nó hoàn toàn khác nhau. Một nhân vật trong một cuốn sách thì các em chỉ đối diện từ chữ, câu chữ là các em nhận diện ra là gì ạ? Đặc điểm nhân vật, tính cách nhân vật, cái sự thú vị của nhân vật, đúng không? Dựa vào câu chữ và các em tự hình dung rồi để giới thiệu. Nhưng xem một bộ phim hoạt hình và giới thiệu một bộ phim hoạt hình thì các em được mắt nhìn, tai nghe,
đúng không ạ? Những cái sự những cái âm thanh ở trên đó, lời nói, giọng nói, cử chỉ, điệu bộ của nhân vật. Thế cho nên là cái cách giới thiệu nó với mỗi cái yêu cầu nó hoàn toàn khác nhau, và chúng tôi cũng bám sát cái đặc trưng của phim hay là của truyện để hướng dẫn các em tạo ra một cái đoạn văn giới thiệu nhân hay là giới nhật thiệu nhân vật trong một bộ phim, cái với những cái ghi nhớ nó khác nhau, với cách làm khác nhau. Thì đây là tiết thứ nhất, tìm hiểu cách viết đoạn văn giới thiệu nhân vật trong một bộ phim. Thứ hai, tiết thứ hai là tìm ý cho đoạn văn giới thiệu nhân vật trong một bộ phim. Thì có đề bài này, có gợi ý để chuẩn bị này, có hướng dẫn tìm ý này, mở đầu giới thiệu gì, phần triển khai tức là cái phần thân đoạn đấy cần đáp ứng những nội dung gì, kết thúc ra sao đó nhé, rồi các em chỉnh sửa dàn ý rồi chia sẻ như thế. Tiếp thứ ba là các em viết đoạn văn giới thiệu nhân vật trong một bộ phim hoạt hình đó. Thế thì vẫn là cái đề bài ở cái tiết tìm ý, rồi cái đề đấy bây giờ dựa vào cái ý đã tìm và các em viết bài văn đấy, xong rồi đọc soát chỉnh sửa như thế Vâng. Và tiết thứ tư thì đánh giá chỉnh sửa đoạn văn giới thiệu nhân vật trong một bộ phim. Đấy, chúng tôi cái cách trình bày ở các tiết gọi là tiết đánh giá chỉnh sửa này cũng không nó có cái bao giờ cũng có phần nghe thầy cô giáo nhận xét chung rồi đọc lại bài văn, nhưng những cái gợi ý, những cái hướng dẫn thì các tiết nó cũng khác nhau. Ví dụ như là đảm bảo yêu cầu của đoạn văn giới thiệu phim về nội dung, về hình thức trình bày ra sao, vân nhá. Đây là quy trình thực hành viết bài văn nêu ý kiến tán thành hoặc phản đối. À, chúng tôi cũng tách thành hai bài để tán thành, cái cách dùng từ nó khác và phản đối dùng từ nó khác, nên là chúng tôi cũng không nhập vào một kiểu bài, nhưng mà chúng tôi sẽ giới thiệu về cái kiểu bài nêu ý kiến tán thành. Bấm cho cô ơi. Bấm cho cô ơi. Đây ạ. Tìm hiểu cách viết đoạn văn nêu ý kiến tán thành một sự việc hiện tượng. Ta cũng lại thấy là đọc mẫu, đọc cái đoạn văn gần như là đoạn mẫu để các em khai thác đoạn văn trả lời các câu bốn câu hỏi. Đoạn văn trên nêu nói về sự việc gì? Người viết có ý kiến thế nào về sự việc đó? Xác định cách các phần mở đầu, triển khai, kết thúc của đoạn văn, chọn nội dung tương ứng với mỗi phần trong đoạn văn, tức là mở đầu, triển khai, kết thúc đấy. Sau đó là trong phần triển khai, người viết đã đưa ra lý do và những dẫn chứng nào để chứng minh ý kiến của mình là đúng. Đấy. Thế thì trong phần mở mở đầu ấy thì bao giờ giới thiệu sự việc hiện tượng và nêu ý kiến mình tán thành cái sự việc hiện tượng đó không? Thế thì ở cái phần triển khai thì là phải gì ạ? Lý giải tại sao mình tán thành, đúng không? Có lập luận, có dẫn chứng. Thì chúng ta thấy là nó nghe thì có vẻ khó, nhưng mà với những cái sự việc, với một cái bài mẫu cụ thể thì các em lại không khó nữa, và các em hoàn toàn có thể làm được, và có khi các em lại thấy là dễ làm hơn là một cái bài văn tả cảnh hay tả người. Tiết thứ hai là tìm ý cho đoạn văn nêu ý kiến tán thành một sự việc hiện tượng, thì cũng có một trong hai đề, đúng không? Có hướng dẫn tìm ý như thế nào. Rồi tiết thứ ba là viết đoạn văn nêu ý kiến tán thành một sự việc hiện tượng. Đấy. Rồi cuối cùng là gì ạ? Đánh giá chỉnh sửa đoạn văn nêu ý kiến tán thành một sự việc hiện tượng. Thì ở đây chúng tôi có hướng dẫn các em là nghe thầy cô nhận xét này về bài làm của mình này, rồi đọc lại bài làm của mình và đối chiếu nhận xét của thầy cô để biết mình có những lỗi gì, lỗi về bố cục, lỗi về nội dung, vân vân. Thế sau đó là các em có thể là chỉnh sửa lại để cho đoạn văn hay hơn, viết lại một vài câu hay dùng lại một số từ, các em có thể viết lại. Thế thì ở đây chúng tôi lại đưa ra là ví dụ như là mình có thể viết lại cho hay hơn bằng cách là bổ sung thêm dẫn chứng để làm sáng tỏ ý kiến tán thành. Đấy, thế thì lại đưa ra ví dụ để các em biết là như thế. Đây là kiểu bài tìm hiểu cách viết đoạn văn nêu ý kiến phản đối một sự việc hiện tượng.
Thế thì các thầy cô thấy là nếu như kiểu bài nêu ý kiến tán thành một sự việc hiện tượng ấy, chúng tôi đưa vào chủ điểm tiếp bước cha anh. Đấy, viết đoạn nêu kiểu đề bài là viết đoạn văn nêu ý kiến tán thành việc lập câu lạc bộ đọc sách, hay là viết đoạn văn nêu ý kiến tán thành phát triển hoạt động thể thao trong nhà trường, vân vân đấy. Thế thì đến cái kiểu bài ý kiến phản đối thì chủ điểm thế giới của chúng ta ấy, thì nó cũng sẽ có nhiều vấn đề để các em đưa ra những ý kiến phản đối, ví dụ như là sử dụng nhiều điện thoại quá này, đúng không? Rồi gì nữa nhỉ? Gây ô nhiễm môi trường này, vân vân nhé. Thì có nhiều cái để mà nó có tính quốc tế và đưa vào cái chủ điểm quốc tế này, cái chủ điểm thế giới này, về về mở rộng cái tầm nhìn về thế giới này, nó cũng phù hợp. Đấy là như vậy. Thế thì bài nào chúng ta cũng như thế, tìm ý, xong là viết đoạn, xong thì đánh giá chỉnh sửa. Tóm lại, các bước của quy trình viết được thiết kế rất cụ thể và chặt chẽ với những khoảng thời gian phù hợp. Với những cái kiểu bài như là trọng tâm, trọng điểm và khó ấy, thì chúng tôi cũng dành nhiều thời gian hơn, dành nhiều thời gian trong cái tiết tìm hiểu kiểu bài. Ví dụ trước các kiểu bài một tiết thì có thể ưu tiên thành hai tiết tìm hiểu. Hay là em được luyện tập viết nhiều hơn. Đấy, viết bài văn tả cảnh lần một. Đấy, xong thì nghe thầy cô trả bài rồi, góp ý rồi, các em sẽ được viết một bài thứ hai ngay sau đó nữa, để các em rút kinh nghiệm những cái hạn chế hoặc là phát huy những cái ưu điểm của mình. Ví dụ như thế là tăng số lượng tiết cho những cái tiết mà đối với kiểu bài quan trọng. Bên cạnh hệ thống câu hỏi gợi ý hướng dẫn như sách giáo khoa vẫn làm trước đây, thì sách tiếng Việt Nam Một Kết Nối còn tăng cường yếu tố trực quan như là tranh ảnh sơ đồ, đúng không? Rồi là đoạn văn mẫu nữa, để giúp học sinh dễ dàng nắm bắt yêu cầu và cách thức thực hiện yêu cầu với mỗi kiểu bài. Cách thiết kế bài học giúp học sinh tổ chức dạy, giúp giáo viên tổ chức dạy học viết một cách sinh động, hiệu quả. Giúp học sinh có cơ hội để huy động vốn sống của mình, trải nghiệm của bản thân mình trong việc thực hành một cái kiểu bài nào đó, qua đó phát huy được năng. Trước khi xem tiết dạy minh họa thì tôi cũng có một số lưu ý như thế này. Đây là tiết dạy minh họa đối với kiểu bài văn kể chuyện sáng tạo. Nó là tiết 2, tìm hiểu cách viết bài văn kể chuyện sáng tạo. Lúc nãy tôi đã giới thiệu rồi. Tiết tìm hiểu cách viết bài văn kể chuyện sáng tạo thứ nhất ý là các em có thể thêm lời thoại, đúng không? Thêm đoạn kể tả về cảnh, hay là kể tả diễn biến tâm trạng, cảm xúc nhân vật, vân vân. Hoặc là thêm một cái đoạn khác, thêm vào cái đoạn kết hoặc thay đoạn kết đi một chút, nhưng không làm thay đổi nội dung câu chuyện nhé. Đấy là thêm, là thay, đúng không ạ? Thế còn cái tiết thứ hai này, các thầy cô xem ý, là cô giáo hướng dẫn các em, cô giáo hướng dẫn học sinh tìm hiểu cách viết bài văn kể chuyện sáng tạo